Xin chào, rất vui khi được đồng hành với bạn trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, hãy cùng xem màn trình diễn tuyệt vời nào sẽ đến trong ngày hôm nay nào. Hello, xin chào anh em. Nay tiếp tục mình sẽ so sánh cầu thủ Vinicius Junior nha anh em. Giữa mùa World Cup và mùa 21 NR. Khi nhắn vào so sánh thì anh em có thể thấy là mùa World Cup nó hơn mùa 21 NR là 2 chỉ số. Còn về tốc độ và mà rê bóng á thì hơn tầm 2 chỉ số. Và sau đây tôi cho anh em xem cái tổng quan cái chỉ số giữa hai mùa nha anh em. Anh em thấy là cái mùa mà World Cup á thì nó hơn hẳn cái mùa 21 NR nha. Tầm 1 đến 6 chỉ số tấn công ở trên nha anh em. Về chỉ số ẩn thì không có gì thay đổi. Còn về giá cả thì anh em thấy là cái mùa World Cup này nó lớn hơn 2 chỉ số nên là nó giá nó cao hơn tầm 2 tỷ nha anh em. Như vậy thì anh em có thể kết luận là anh em nào mà mới chơi á, muốn sở hữu và trải nghiệm con Vinicius á, thì anh em có thể mua cái mùa 21 để trải nghiệm. Còn anh em nào mà cài đủ tiền á, thì anh em có thể là mua Vinicius World Cup để đá lâu dài nha anh em. Theo mình sự lựa chọn tốt nhất là anh em nên chơi mùa World Cup nha anh em. Vì mùa World Cup này có AI cực cao nên là nó đá cực ngon anh em. Rồi chúc tất cả anh em cài chai sẽ chọn lựa một con hàng cực ngon để anh em chơi nha. Anh em nào có ý kiến gì góp ý thì anh em cứ nhắn với comment cho mình nha. Thank you tất cả anh em đã xem clip của mình nha.